Cận cảnh mẫu sedan hạng B Toyota Vios 2023 mới phiên bản Premium Luxury, cao cấp nhất có thêm trang bị Toyota Safety Sense và có giá bán 455 triệu đồng. Bước sang thế hệ thứ 4, Toyota Vios được xây dựng dựa trên nền tảng khung ngầm do Daihatsu nghiên cứu và phát triển. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 4.425 mm, chiều rộng 1.740 mm, chiều cao 1.480 mm và trục cơ sở 2.620 mm. Nhiều đường nét được sử dụng như lưới tản nhiệt hình thang, hốc hút gió góc cạnh. Phần đuôi xe cũng mang dáng vẻ khỏe khoắn tương đồng với toàn bộ thân xe. Đèn chiếu sáng thiết kế mới với giải LED định vị đẹp mắt tương tự như các đàn anh Antis và Camry. Cụm đèn hậu LED 3D lần đầu tiên xuất hiện. Mâm xe 16 inda đa chấu sơn hai màu tương phản. Điểm khác biệt của phiên bản Premium Luxury là cụm gương chiếu hậu sơn đen bóng. Toyota Vios 2023 có thiết kế nam tính hơn với các đường nét vuông vức nội thất xe cũng được làm mới hoàn toàn. Vô lăng bọc ra bốn chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng như điều khiển hành trình, điều khiển hệ thống giải trí. Phiên bản Premium Luxury có đồng hồ dạng kỹ thuật số với màn hình kích thước 7 inch, hiển thị các thông tin như quãng đường, tốc độ hay các chế độ hỗ trợ lái. Hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 9 in, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay hoặc Android Auto. So với các phiên bản còn lại, Vios Premium Luxury sử dụng dàn âm thanh bao gồm 6 loa đến từ Pioneer. Một số tính năng cao cấp khác có thể kể đến như đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động có lọc bụi mịn PM2.5, phanh tay điện tử kèm auto-hold, cảnh báo điểm mù trên gương, cảm biến khoảng cách trước sau, camera trước có tính năng ghi hình, camera 360 toàn cảnh. Một tùy chọn khác biệt nữa là việc khách hàng có thể chọn nội thất phối màu đỏ đen. Theo đó, phần ghế ngồi bọc ra màu đỏ với chỉ thêu họa tiết quả chám. Các phần táp lô trước và táp ly cửa hai bên có thêm các họa tiết màu đỏ. Toyota Vios 2023 tại thị trường Thái Lan, được trang bị khối động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.2 lít, cho công suất tối đa 94 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Newton. Xe trang bị hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp 3, cân bằng điện tử VSC, chống trượt TGC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí, đặc biệt có thêm gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng tất cả tốc độ với tính năng stop và go, cảnh báo lái xe mệt mỏi, cảnh báo va chạm kèm phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Toyota Yaris Ativ 2023 tại Thái Lan vốn vẫn được biết đến với cái tên Vios tại Việt Nam. Trong đó, Phiên bản Premium Luxury cao cấp nhất có giá bán 689.000 bát tương đương 455 triệu đồng là phiên bản được chú ý nhất. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.